vừa đào cái cây hoa mệt quá, đi ra làm bấm đi lạnh rồi, đang ngồi nghỉ thì thấy cái cây ổi này ngồi dây lâu quá nó bị thít rồi, thì làm lại gỡ dây rồi bác, gỡ dây. Đấy. Bác, vâng, cháu quay lại cái cây. Đấy. Gỡ ở cái dây vẫn lâu quá. Nó lên đấy. À, thế thì bây giờ mà chụp được cũng được cả người rồi. Anh cả dậy mà anh cả ngủ được hơn tiếng ngủ. Cho nó ngủ đi mai nữa. Nó ngủ thế thì bố mày nó đi. À, không ngủ cho nó ngủ, nó ngủ chút đêm. Chú cụ Vũ coi như là nhà báo nó có vô tuyến nó có quay thế như chủ vô tuyến thì chủ có đã giao về tổng đài nó cũng không tuyến tiềm năng nó là có dụng nó là về nhà coi như cái thằng ở dưới nó luôn mạng luôn nha đùa nó đấy cho nên cái thằng nào mà thằng nó mổ vào cái này thì nó đấy chưa thì có cái nó đấy nó hôn ở nó hôn hôn nó... ở đấy có vào các bác khát nước quá xin phép tào lao nghỉ tí vừa vào hút thở được giữa cái dây rồi mình nghỉ tí xong rồi trình bày cái cây này các bác làm hớp bia với em các bác nha xin mời các bác nha giải khát làm là phải suy nghĩ các bác nhiều khi một quá không được
sách chả có đồ nhắm. Ôi xa. Thật ra là cũng không có việc gì làm đâu bác, nhưng khoe các cái kiểu ở nhà thôi. Đấy, mục đích chính như thế là tào lao tí, vừa nghỉ ngơi, đào cây thôi. Bác thông cảm nhé, xem vui và uống với em làm bia nhé. Đấy, bây giờ là cho các bác xem một tí nha. Từ gốc đi. Cây này thì em mua thôi, nhưng mà vẫn phải khoe. Nhất là thích ở cái là nó ổn định chậu, thứ hai là dáng nó điệu đà. Nó không phải là cây quái mà nó là cây nhân tạo thôi, nhưng mà nó điệu đà và nó vẫn giữ được cái dáng tự nhiên. Bệ của nó thì sau này nó mới ok được, nhưng mà nói chung là nó đã rất ổn định chậu rồi. Cảm ơn bạn. Đấy thì nét đi, say à. Nét camera say à, không lấy nét nổi được các bạn. Chán chưa. Say à, camera say à. Nó hết say rồi các bác. Đấy, thì hết say thì ta lại tiếp tục thôi. Đây. Để còn nó đây, để nó đây. Nói chung nó tự nhiên thôi, tự nhiên. Thì một là một cây ổi bay hơi siêu một chút. Một cây ổi bay hơi siêu, các bác nhìn hai mặt của nó. Các bác nhìn, đấy, ổi bay và hơi siêu một chút. Hơi siêu một chút. Hơi siêu một chút. Mặt này các bác nhé. Tất nhiên mình chỉ chơi mặt kia thôi, nhưng mặt này nó không đến nỗi đâu các bác. Nó không đến nỗi đâu. Mà không ai chơi với cái dáng này, không ai chơi cái mặt này cả. Đấy. Đấy. Đấy chưa các bác. Thì đây, từ thân nó, từ từ dễ nha, giật lên đây, giật một tay ra đây, một đường chuyển siêu ra đây, phải có những cái tay bay, đấy, tay này bay ra, nhưng mà tay này hơi bị tò quá, nhưng mà không sao, ổi chấp nhận được, đấy, thì sẽ em sẽ giật cái đuổi, để nuôi cái đuổi, cái tay này nó dài, vươn dài hơn một tí, nó khỏe hơn.
phủ kín cái sẹo này đi bằng những cái tầng. Ô, cái camera này làm sao nhỉ? Camera nó vừa bị ngu tí các bạn đấy. Thì cái tay này sẽ giật điệu đà ở đây để hồi về cái gốc này, hồi về gốc này để tạo một cái dáng bay nghệ thuật. Sư camera này bay nghệ thuật chắc mình xem lắc lư nó không bắt kịp. Đây tay này nói chung là tổng thể sẽ là một đường chuyển bay các cái tay về phía này. Đấy, và một cái ngọn này thì phải giật mạnh về để hồi gốc bay về phía này. Cái này thả, cái này thả. Đấy, tay này cũng vào đuôi cho nó mạnh lên. Đấy, đuôi quá vừa gỡ mấy giây. Đấy, tay này thì vẫn phải mạnh lên để khỏe chỗ này chịu thân đâu. Đấy, cái này cũng đang nuôi, đang còn nhỏ quá, còn nhỏ, tuổi nhỏ quá. Đấy, ngọn này, ngọn giật lên đây. Cái cây này nó tôi thích ở chỗ là cái đoạn, các bác nhìn này. Thì cái đoạn bạn mà mình phân chia là đoạn gốc thân ngọn nhé, gốc nhé. Gốc đây nhé. Đoạn thân là đoạn này. Đoạn ngọn là cái đoạn này. Đoạn ngọn là cái đoạn này. Đấy, thì nó rất là rụt rịt. Nó tỉ lệ bonsai rất là tốt. Đây, chia những cái đốt khẩu mía này. Rất là đều. Có thể dựng nó xuống để thuyết minh cho dễ. Đấy, bình thường chưa nào. Làm hớp lại nhé. Chào mừng các mời bác nhé. Đấy thì cái đoạn này và đoạn này và đoạn này rất là hợp lý, rất là rụt rịt, rất là khỏe. Ở đấy có những cái tay bay ra rất là hợp lý. Tuy nhiên nó còn chưa hoàn thiện vì này. Nó là tự nhiên mà, cây trông tự nhiên thì một số cái tay, tay này nó đang rất là to. Nhưng mà nó không phải là quan ngại lắm. Ổi, như cái ổi chấp nhận được. Đấy. Đấy. Thế thì cái chỗ này em đang muốn thít cho một cái nhôm vào đây cho nó phồng cái chỗ này một tí cho nó đỡ suôn cái đoạn này. Đấy, như cái đoạn dưới này này. Như cái đoạn dưới này này. Đây này. Đây, nó đang thắt cổ chỗ này cho nó cái đoạn này nó có bệ nó phình này. Đấy. Không ngoài là cứ tự nhiên thắt đi chép vào đây mà em không gỡ. Đấy, các bác nhìn. Có ý đồ, nói chung là có ý đồ. Thì tổng thể lại một cái nha các bác nhá. Đấy. Đấy. Thích không các bạn? Thích không? Đấy. Đấy. Đấy, mê chưa? Phê chưa các bạn? Quá phê. Phê. Khoe đấy các bạn, hôm nay là khoe chứ không có. Làm gì động dao kéo đưa, giả vờ thôi. Đấy. Giả vờ thôi. Lăn tăn nhất là cái cây đà này chưa trồng được này, vẫn còn đang ủ rẻ rách này, chưa trồng được cũng rụng nhiều lá lắm. Rồi cuối tuần này không đưa trồng rồi, đến đâu hèn đấy. Đấy còn hai cái khay đây, một khay trồng cây tiếp là chưa có thời gian đục cái chân, đục ba cái chân để cao lên đỡ phải kê. Thì cái cần thăng đây, cây ruối để lên đây xong đổ cái nước vào đĩa này để ngâm thôi. Thì nào có cây mới thì trồng không thôi, cứ để thôi. Đấy. Đang định làm cái cây ổi này. Cái ổi mà đẹp nhất của em ấy, đẹp nhất của em các bác không nhìn thấy đâu. Đấy, để mình làm cái cây nhưng mà thì hôm nay chắc muộn rồi. Đâu khác các bác nhé. Rồi, cảm ơn các bác đã nghe tào lao nha. Cảm ơn các bác đã nghe tào lao bí đao và xe xỉ nha.